Hey, mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em đang xem video. Chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành và hạnh phúc. Hôm nay Hi chia sẻ cách làm một món khai vị thật là ngon. Bên ngoài thì giòn tan, bên trong thì mềm thơm ngọt. Món ăn này á thì mình làm để đãi khách trong các bữa tiệc ở nhà hàng, hoặc là gia đình mình có tiệc á thì mình làm đãi khách, cũng rất là ngon và bắt mắt. Cách làm thì cực kỳ nhanh và đơn giản. Và đây là tất cả nguyên liệu của heo. Giờ cả nhà cùng vào bếp làm với heo nha. Heo có chuẩn bị 300 gram tôm. Tôm thì heo đã lột vỏ thật là sạch, rửa và lấy chỉ lưng xong rồi. Giờ thì heo sẽ lau con tôm qua cái giấy ăn á, để tôm được khô ráo, để lát nữa mình làm phần nhân á, nhân sẽ không bị ướt bị nhão nha. Heo lau con thứ hai và heo lau cho hết luôn. Và đây là những con tôm heo đã lau khô xong rồi. Bây giờ thì heo sẽ cắt ra. Heo sẽ lấy cái phần đuôi á, từ ở dưới cái đuôi lên cái phần tôm á, tầm khoảng 2 cm, như thế này nè. Rồi heo sẽ cắt hết rau luôn, rồi mình sẽ rọc lại cái đường bụng á, cho con tôm được thẳng ra. Còn phần ở trên thân như vậy nè thì heo sẽ xắt ra cho thật là nhỏ, thật là nhuyễn, để lát nữa mình trộn nhân nha. Đây, heo cắt nhỏ như vậy là được rồi, mình không cần bằm. Cà rốt á thì heo có chuẩn bị là 50 gram, heo cũng cắt thành từng lát mỏng. Xong rồi á thì heo cũng cắt lại thành từng cái sợi nhỏ như vậy nè, độ dài tầm khoảng 2 cm. Nấm mèo heo có chuẩn bị 4 tay nấm nhỏ, heo cũng đã rửa và ngâm sạch, heo cũng xắt nhuyễn ra. Hành lá thì heo có chuẩn bị 3 cọng hành, heo cũng xắt ra nhuyễn luôn. Và rau củ heo đã sơ chế xong với tôm. Bây giờ heo nêm gia vị, heo cho vào 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê dầu mè. Ở nhà không có dầu mè, mình có thể thay thế bằng dầu hành phi nha. Rồi bây giờ thì heo sẽ trộn cho tất cả thịt, tôm và rau củ được hòa lại với nhau. Xong rồi thì heo sẽ để cho cái phần nhân nghỉ tầm cỡ khoảng 10 phút để nhân thấm đều gia vị nha. Còn đây á, là trái cà tím nè. Cà tím này á, thì heo mua ngoài chợ còn rất là tươi luôn. Về á, thì heo cũng đã ngâm nước muối và rửa thật là sạch rồi. Và hôm nay cà tím thì heo sẽ giữ nguyên vỏ. Xong rồi mình dùng cái dao bào á, bào thành từng cái miếng dài mỏng như vậy nè. Cà tím á, thì cái phần thân rất là mềm luôn. Cho nên á, mình không cần phải ngâm nước muối. Cả nhà xem nè, heo cuộn lại á, thì cà tím tròn vo và không bị rách, bị bể. Cho nên phần này cả nhà không cần phải ngâm nước muối nha. Và giữ cho cái miếng gà tím của mình khô ráo luôn, để lát nữa khi mà mình cuộn lại á, thì sẽ không bị nhão. Gà tím lúc nãy thì heo cũng đã rửa qua nước muối thật là sạch rồi, cho nên á, mình đừng có sợ. Rồi bây giờ heo cắt vài lát nữa, xong rồi á, thì heo cũng đi pha bột nha. Tại vì mình cắt tới đâu mình làm tới đó chứ không bị đen. Rồi ở đây á, heo có chuẩn bị 1 bịch bột chiên giòn. Bịch bột này thì 150 gram. Heo cắt ra cho hết vào tô luôn. Xong rồi thì heo sẽ cho nước vào. Và hôm nay heo sẽ dùng một lượng nước là 180ml. Heo sẽ cho vào, rồi từ từ mình sẽ khuấy ra cho phần bột nó loãng như vậy nè. Nhưng mà nó không quá loãng cũng không quá đặc. Khi mình dở lên có dòng chảy sánh như vậy là được rồi. Tiếp tục heo có chuẩn bị bột chiên xù luôn, gói này là 100g. Hôm nay thì heo sử dụng cái thương hiệu này nè. Thương hiệu này thì heo thấy màu vừa đẹp là ăn rất ngon luôn. Như vậy là xong rồi. Và tay thì heo đã rửa rất là sạch rồi. Bây giờ mình chuẩn bị để mình cuộn nha. Cách làm thì đơn giản lắm. Mình chỉ việc á, lấy miếng cà tím ra. Xong rồi á, thì heo sẽ cho cái phần nhân lúc nãy vào một lượng vừa đủ nhỏ thôi. Tiếp theo á, thì mình để cái đuôi tôm lên nè. Mình cho cái đuôi tôm á, phần thân ở trong cái miếng cà tím. Và ở bên ngoài á, còn thừa ra một cái đuôi nhỏ nè. Rồi mình sẽ siết chặt cuộn tròn lại. Heo sẽ làm cái độ dài của miếng cà tím khoảng 15cm, là nửa trái cà. Như vậy là vừa rồi. Xong rồi thì heo sẽ dùng cái xiên que nhỏ, mình sẽ ghim cố định lại nha. Như vậy cho miếng cà tím không bị bung. Rồi thì heo sẽ bẻ ra một đoạn vừa. Đó, heo đã được một cái cuộn đầu tiên rồi. Tiếp tục heo sẽ làm cuộn thứ hai như thao tác ban đầu. Cho một phần nhân vừa đủ vào và đặt cái phần đuôi tôm vào, siết chặt cuộn tròn lại cho phần nhân nó vừa đủ với cái viền của cà tím nè. Rồi dùng cái xiên que tiếp tục xiên vào cho giữ chặt lại. Đó, heo đã được cái thứ hai rồi, rất nhanh dễ luôn. Giờ thì heo sẽ tiếp tục cuộn hết phần còn lại nha. Và đây là cà tím cuộn tôm, heo đã cuộn xong hết rồi. Giờ thì mình chuẩn bị mình làm nha. Ở đây là cái tô bột
chiên giòn và bột chiên xù. Trước tiên thì He sẽ lấy nguồn cà tím, mình sẽ nhúng vào cái phần bột chiên xù. Và khi nhúng vào thì mình sẽ không nhúng luôn cái phần đuôi tôm nha, mình chỉ nhúng từ cái phần thân cà tím trở xuống thôi hà. He sẽ lấy cái muỗng mình chan vòng vòng như vậy này cho dễ hơn. Tại vì cái phần tôm thì mình sẽ để cho cái đuôi tôm tự nhiên, lát nữa mình chiên sẽ ngon hơn. Tiếp tục He sẽ cho cái cuộn cà tím thứ hai vào, rồi mình cũng tưới đều bột nha. Phần bột chiên giòn thì heo làm sánh kẹo nè, cho nên rất là dễ thấm vào cái cuộn của cà tím luôn. Rồi cứ như vậy mình cho cà tím vào, rồi mình rưới cái bột chiên giòn lên như vậy nè. Heo đã thấm bột chiên giòn được 4 cuộn rồi, bây giờ thì heo sẽ lấy những cái cuộn cà tím này qua bên cái bột chiên xù và mình sẽ lăn đều để bột chiên xù thấm vào trong cuộn cà nha. Đó, rất là dễ luôn, chỉ cần nhúng qua bột chiên giòn rồi mình để qua chiên xù mình lăn tròn là bột chiên xù nó dính đều như vậy nè. Cuộn này bị tuột bớt cái phần bột chiên giòn rồi, heo sẽ rưới thêm tí xíu nữa, rồi cứ thao tác như vậy, mình cứ lấy cuộn bột ở bên bột chiên giòn cho qua bột chiên xù lăn đều như vậy là được rồi, rất là dễ và nhanh luôn. Rồi bây giờ heo tiếp tục làm hết luôn nha. Những cuộn cà tím thì heo đã lăn qua bột chiên xù xong hết rồi, giờ heo chuẩn bị đem chiên. Heo sẽ cho dầu vào chảo một lượng vừa đủ để ngập cái cuộn cà của mình thôi, đừng cho nhiều quá như vậy sẽ lãng phí á. Rồi bây giờ mở lửa lên cho nóng nha. Và cái đoạn này lúc nãy heo cho vào nhưng mà heo quên bấm máy rồi, cho nên bây giờ thì heo cũng đã chiên được một nửa rồi. Giờ thì heo sẽ chiên tiếp tục cho cả nhà xem nha. Khi mình cho cuộn cà tím vào thì mình sẽ mở lửa trung bình và mình sẽ chiên ở lửa vừa để cho cà tím không bị khét và không bị đọng dầu bên trong. Heo chiên được một lúc thì bây giờ cà cũng đã vàng chín rồi, giờ thì heo chuẩn bị để lấy cà ra nha. Lưu ý một điều là cả nhà mình đừng chiên với lửa lớn quá hay là lửa nhỏ quá nha. Nhỏ thì bên trong sẽ bị đọng dầu, lớn thì sẽ bị khét nhanh mà bên trong thì lại không chín. Rồi bây giờ lần lượt heo sẽ lấy hết những cái cuộn cà chín vàng này ra, rồi mình tiếp tục mình cho những cái cuộn cà còn lại mình chiên nha. Cà tím cuộn tôm heo đã chiên xong rồi, giờ thì heo sẽ để đây, heo sẽ đi làm chén nước sốt nha. Hôm nay heo sẽ ăn với nước sốt là tương ớt và mayonnaise. Có nhiều cô chú anh chị muốn heo chia sẻ cách làm cái dĩa nước sốt nữa có tương ớt với mayonnaise thì hôm nay sẵn đây heo chia sẻ luôn nha. Chai mayonnaise này thì heo mua cái loại nhỏ nè. Nếu mà cả nhà gia đình mình đông người thì mình mua chai lớn để được ăn lâu hơn. Hôm nay thì heo mua chai nhỏ nè. Bây giờ thì heo sẽ mở nắp ra. Ở phần trên cái nắp thì có một cái miếng bạc nè, người ta bọc kín lại. Giờ thì heo sẽ mở ra. Xong rồi thì heo sẽ lấy cái nắp đỏ mình đậy ngược trở lại. Và ở trên phần nắp đỏ này thì họ cũng có chừa một cái nút nhỏ gì đó. Đây, nút nhỏ này đây, lát nữa mình nặn ra nè. Rồi bây giờ heo sẽ làm nha. Trước tiên thì heo sẽ cho tương ớt vào trong dĩa. Mình sẽ cho lượng tương ớt vừa đủ để mình ăn. Xong rồi thì heo sẽ vỗ nhẹ để cho phần tương ớt được đều ra và tròn ở dưới cái đáy dĩa. Tiếp tục thì heo sẽ sử dụng mayonnaise nè. Mình sẽ cho một cái dòng nhỏ xíu xì xiu ở giữa cái tâm của tương ớt như vậy nè. Đó. Tiếp tục thì heo sẽ khoanh tròn một vòng tròn cạnh cái điểm trắng nhỏ. Tiếp tục heo sẽ khoanh vòng thứ hai. Hôm nay thì heo sẽ làm cái hoa ba cánh nha. Rồi tiếp tục heo sẽ khoanh vòng thứ ba. Và khi mình khoanh vòng như vậy cả nhà nặng mayonnaise nhẹ tay và mình kéo từ từ. Đó, như vậy nè là được rồi. Và đây là cái cây xiên que, heo sẽ dùng cây xiên que tạo hình nha. Đầu tiên heo sẽ vuốt vào bên trong cái tâm trắng, vuốt cạnh thứ hai và mình sẽ chia đều ra. Đó, vuốt cạnh thứ ba, rồi thêm một cạnh nữa nha. Đó, heo đã được một cái hoa tròn. Và để làm cái hoa có hình dài thì heo sẽ vuốt từ trong ra ngoài như vậy nè. Đó, cứ như vậy là mình đã có được một cái hoa rồi. Rất là nhanh và dễ luôn. Và đây là chén nước sốt tương ớt mayonnaise hình hoa heo đã làm xong rồi. Heo chúc các cô, các chị, các em sẽ có chén nước chấm đẹp mắt cho gia đình mình nha. Và đây là thành phẩm cà tím cuộn tôm chiên xù heo đã làm xong rồi nè. Nhìn rất là ngon và bắt mắt luôn. Giờ heo sẽ lấy một cuộn lên. Xong rồi mình sẽ chấm với chén nước chấm tương ớt mayonnaise nè. Heo cũng có làm một chén đây nè.
rồi Heo mời cả nhà thưởng thức nha. Bên ngoài vỏ thì giòn tan luôn, bên trong thì nhân, mềm, ngọt và giòn, thơm từ tôm và rau củ. Rồi giờ Heo mời cả nhà thưởng thức hết cuộn này luôn nha. Cảm giác đầu tiên á, khi mà ăn cái món cà tím cuộn tôm chiên xù này á, thì Heo thấy rất là ngon luôn. Ngoài vỏ thì giòn tan nè, nhưng bên trong á thì mềm, thơm, ngọt. Đặc biệt á là giòn của rau củ và thịt tôm, mình ăn cảm nhận được độ giòn luôn á. Món này thì làm rất nhanh và dễ. Mình chỉ cần có một trái cà và có tôm nè, có cà rốt với lại có nấm mèo là mình đã làm ra được một món ăn thiệt là ngon rồi. Heo quên, còn thiếu bột chiên xù chiên giòn nữa mới ngon. Món ăn này thì vào những cái ngày mình nghỉ cuối tuần á, các chú cũng có thể tự làm nè, để mà mình nhâm nhi lai ra với bạn nha. Hoặc là gia đình mình có đám tiệc thì mình làm món ăn này, làm cho món khai vị thì sẽ rất ngon mà lại đẹp mắt nữa. Hy vọng chia sẻ của Heo sẽ mang đến cho cả nhà thêm một cách mới nữa để mà mình làm ra một món ăn thiệt là ngon chỉ từ những loại rau củ đơn giản trong gia đình mình nha. Và video của Heo đến đây là hết rồi. Heo kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em thật là nhiều sức khỏe. Thích video và thương Heo, xin cho Heo một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Khi đăng ký, cả nhà vui lòng nhấn vào chuông để nhận video mới. Heo cảm ơn đã xem và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà làm thành công và ngon miệng với món cà tím cuộn tôm chiên xù nha.